sau đây mời quý vị bước vào phần tin Việt Nam và cộng đồng chúng ta. Kính thưa quý vị, tin đầu tiên đến từ Việt Nam, được biết rằng con trai của ông Trần Đại Quang được bổ nhiệm làm tổng giám đốc kho bạc nhà nước ở tuổi 38. Tờ báo Vietnamnet ngày 10 tháng 8 năm 2021 loan tin. Bộ Tài chính Cộng sản vừa bổ nhiệm ông Trần Quân, 38 tuổi, là tránh văn phòng của cơ quan này vào vị trí tổng giám đốc kho bạc nhà nước Việt Nam. Theo dư luận, ông Trần Quân là con trai của ông Trần Đại Quang, là cố chủ tịch nước Việt Nam bị chết do bị virus hiếm tấn công vào năm 2018 khi vẫn đang còn tại vị. Ông Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính nói rằng, Ông Trần Quân được nhà cầm quyền đánh giá là một viên chức trẻ có năng lực, có trình độ chuyên môn giỏi, được đào tạo cả trong nước và ngoại quốc, là cử nhân kinh tế, là tiến sĩ khoa học, biết ngoại ngữ. Tuy nhiên dư luận thì cho rằng 38 tuổi được ngồi vào vị trí tổng kho nhà bạc của nhà nước là quá trẻ tại Việt Nam. Nếu đây không phải là con cháu của quan chức cấp cao thì không thể ngồi được vào vị trí này. Như vậy dù cái chết của ông Trần Đại Quang gây xôn xao dư luận được cho là bị đồng chí của mình triệt hại trong cuộc thanh trừng phe phái. Nhưng đến nay, con trai của ông Quang vẫn được thăng chức, chứng tỏ là phe phái của ông Quang đang mạnh trở lại. Và kính thưa quý vị, người dân đi tiêm vaccine phòng COVID-19 phải trả tiền phí thêm. Đây là tin từ Việt Nam. Mặc dù nhà cầm quyền tại Việt Nam tuyên truyền tiêm vaccine phòng chống COVID-19 là miễn phí cho người dân, nhưng có nhiều người đi tiêm phải trả tiền phí tiêm hoặc là tiền xét nghiệm trước khi tiêm. Trên tờ báo Thanh Niên ngày 10 tháng 8 loan tin, người dân ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long bất mãn cho biết rằng khi họ đến tiêm vaccine ở một số điểm tiêm phòng ở huyện Bình Tân thì buộc phải bỏ ra số tiền là 238.000 đồng để xét nghiệm COVID-19 rồi mới được tiêm. Nếu như người dân không trả tiền xét nghiệm thì lại không được tiêm. Còn tại Sài Gòn, một người dân sống ở quận 12 cho biết, vừa qua anh đi tiêm vaccine ở điểm tiêm phường Hiệp Thành, quận 12, đã phải trả thêm 800.000 đồng mới được tiêm mũi đầu tiên. Bản thân của anh không biết khi tiêm mũi thứ hai có phải trả tiền hay là không, nhưng thấy những người đi tiêm cùng với mình đều phải trả tiền. Người này cho biết thêm, anh làm nghề tài xế cho một công ty xuất cảng hàng đi, hàng đi ngoại quốc, cho nên buộc phải tiêm để có đầy đủ giấy tờ theo quy định của nhà cầm quyền mới được chở hàng ra cảng ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Sau khi thông tin tiêm vaccine COVID-19 phải trả tiền, thì Facebook mang tên Jim Vương cho biết các công nhân ở công ty anh tiêm vaccine phải mất 1 triệu đồng, trong đó chủ công ty hỗ trợ cho công nhân một nửa. Tuy nhiên người này không nói tên công ty của mình là gì. Còn một Facebook khác mang tên là Lâm Lê cũng cho biết công ty anh tiêm vaccine một mũi cũng mất 1 triệu đồng. Còn ở những nơi khác thì anh nghe thông tin là phải chi ra 500.000 đồng kính thưa quý vị. Và bên cạnh đó, Việt Nam nhận được thêm 494.400 liều vaccine chống COVID-19 từ tổ chức vô vị lợi COVAX. Kính thưa quý vị, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc thông báo rằng, nhà cầm quyền Việt Nam đã nhận được 494.400 liều vaccine Vaxzevria, tên gọi trước đó là AstraZeneca, từ tổ chức vô vị lợi COVAX vào ngày 9 tháng 8 vừa qua. Lô vaccine này đã nâng số liều vaccine mà Việt Nam nhận được từ COVAX lên con số là 9 triệu 175.700 liều. Trước đó vào ngày 2 tháng 8 thì có thêm gần 1.19 triệu liều vaccine Vaxzevria về tới Việt Nam theo cơ cấu hoạt động của tổ chức COVAX. Theo UNICEF cho biết, lô hàng này được vận chuyển từ Laboratorio Universal Pharma là một cơ sở sản xuất tại Tây Ban Nha. Vaccine Vaxzevria COVID-19 được đồng sáng chế bởi trường đại học Oxford của Vương quốc Anh và công ty trực thuộc đại học Oxford AstraZeneca. Ngoài ra, vaccine Vaxzevria COVID-19 đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO cấp phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Việt Nam đã được tiêm, thực hiện tiêm phòng tại vắc, loại vaccine từ tháng 3 năm nay. Và cho đến nay, thì Việt Nam đã nhận được gần 10 triệu liều vaccine COVID-19 hơn 1 triệu người dân Việt Nam đã tiêm đủ hai mũi chủng ngừa. Kính thưa quý vị, COVAX là một sáng kiến toàn cầu giữa liên minh đổi mới, chuẩn bị sẵn sàng đại dịch, viết tắt là CEPI. Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng, viết tắt là GAVI và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF và Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhằm bảo đảm việc tiếp cận công bằng và bình đẳng vaccine phòng chống COVID-19 trong những tháng qua thì Sepi Gavi Hu cũng như là những đối tác cung ứng UNICEF đã hỗ trợ cho Việt Nam trong các chiến dịch tiêm chủng COVID-19 trên toàn quốc. Và công an tại Tiền Giang khởi tố bắt tạm giam người dùng Facebook đăng nội dung xuyên tạc chống phá nhà nước. Kính thưa quý vị, vào ngày 10 tháng 8, thì Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Tiền Giang cho biết họ đã phải phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh để tống đạt quyết định khởi tố bị can. Ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trần Hoàng Huấn, 33 tuổi, ngụ tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, để tiếp tục điều tra về hành vi làm, tàn trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu để nhằm chống nhà nước Việt Nam. Tờ báo công luận cho biết từ năm 2015 cho đến nay, ông Huấn đã sử dụng trang Facebook cá nhân có tên là Huấn Trần để đăng tải chia sẻ nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, phỉ bán chính quyền nhân dân, xúc phạm lãnh đạo đảng, nhà nước, bịa đặt thông tin gây hoang mang trong dân chúng. Trước đó, thì công an tỉnh Tiền Giang đã mời ông Huấn đến để làm việc nhiều lần và ông đã cam kết không tái phạm. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục vi phạm. Khi bị bắt, ông Huấn khai chia sẻ 186 bài viết dài 254 trang. Hiện nay thì trang Facebook của ông Huấn vẫn còn hoạt động. Qua quan sát cho thấy, những bài đăng mà ông thực hiện gần đây nhất chủ yếu là liên quan đến việc phản đối sử dụng vaccine trung cộng. Ngoài ra, ông cũng đăng hình cá nhân với khẩu hiệu Thách Đảng Cộng sản Việt Nam miễn tiền điện, tiền nước cho dân trong 3 tháng 7, 8, 9 giữa cơn đại dịch. Và kính thưa quý vị, thương hiệu ẩm thực đường phố Việt Nam sáng lập tại London được mua lại với giá lên đến 8 con số một công ty nhà hàng Việt Nam có trụ sở tại London đã được một công ty cổ phần tư nhân mua lại trong một thương vụ 8 con số. Kính thưa quý vị, Traystar đã giành được phần lớn cổ phần trong công ty nhà hàng phở của Việt Nam sau khi bảo đảm gói tài trợ 8 con số thông qua chuyên gia tài trợ công ty vừa và nhỏ ThinCast. Được thành lập bởi Stefan và Julian War vào tháng 6 năm 2005, thì nhà hàng phở ở khu Clerkenwell chuyên về các món ăn đường phố của Việt Nam được chế biến hàng ngày ngay tại nhà hàng. Sau thỏa thuận, thương hiệu vẫn sẽ là một công ty do gia đình điều hành dưới sự cai quản của tổng giám đốc điều hành mới, đó là Pat Marina. Công ty hiện nay đang vận hành 30 nhà hàng cùng với 3 nhà hàng ảo trên khắp Vương quốc Anh. Ngoài ra, nhà hàng mới nhất của công ty sẽ được khai trương tại Lincoln vào cuối mùa hè này. Kính thưa quý vị, Patrick Marinan là tổng giám đốc điều hành mới của Phở, cho biết thật là vinh dự khi có thể dẫn dắt công ty đi qua giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Mặc dù thỏa thuận này khiến cho Phở phải nói lời tạm biệt với một đối tác tuyệt vời ở công ty Gresham House, nhưng chủ sáng lập cũng rất vui mừng được chào đón công ty tài chính Robin Trustman về đội Phở. Ngoài ra, Patrick chia sẻ rằng, ông mong muốn tiếp tục hành trình thú vị của nhà hàng Phở cùng với nhóm quản trị tài ba. Cùng với sự hỗ trợ không ngừng của cặp đồng sáng lập công ty, đó là Stefan và Jules. Kính thưa quý vị, danh tính hung thủ nổ súng tại đồn cảnh sát ở thành phố La Habra đã được xác định. Nhân viên điều tra của quận Cam đã xác định được danh tính hung thủ trong vụ nổ súng tại đồn cảnh sát ở thành phố La Habra. Vụ nổ súng kết thúc khi mà hung thủ tử vong và một viên chức cảnh sát bị thương. Kính thưa quý vị, Matthew Tuấn Trần, 22 tuổi, ở Anaheim đã tử vong ngay sau khi một viên chức của cảnh sát bắn anh ta gần lối ra vào phía trước của đồn cảnh sát thành phố La Habra, tọa lạc tại số 150 đường North Euclid vào khoảng 7 giờ tối thứ Sáu. Cảnh sát cho biết hung thủ đã đến đồn cảnh sát sau khi họ nhận được điện thoại 911 báo cáo một vụ gây gỗ trong lúc lái xe gần nút giao giữa xa lộ số 5 và 57 một nữ tài xế đã gọi cho cảnh sát là Habra nói rằng cô đang bị rượt theo trên một con phố nhỏ. Trung ý James Tickner của Sở Cảnh sát là Habra cho biết các tổng đài viên của họ đã hướng dẫn nữ tài xế lái xe đến đồn cảnh sát để nạn nhân được an toàn, đồng thời cũng giúp cho cảnh sát có khả năng bắt giữ được nghi can. Đoạn phim quay được từ camera an ninh do Sở Cảnh sát công bố cho thấy, người đàn ông được xác định đó là Matthew Tuấn Trần, đang tiến đến đồn cảnh sát với một khẩu súng lục màu xám ở trong tay. Khi nhân viên y tế đến lối ra vào, Matthew Tuấn Trần đã tử vong và một viên cảnh sát bị thương. Ông Trịch nửa cho biết, viên cảnh sát này đã bị bắn một phát vào thân trên của ông ta. Kính thưa quý vị, tính cho đến thứ hai tuần này thì sức khỏe của viên cảnh sát đang dần hồi phục. Văn phòng biện lý quận Cam đang điều tra vụ cảnh sát nổ súng. Hiện nay thì vẫn chưa rõ sự việc là ngẫu nhiên hay người phụ nữ và Matthew Tuấn Trần có quen biết với nhau từ trước. Và một lần nữa là những thông tin thương mại của đài truyền hình SET. Diễm Linh sẽ trở lại ngay với tin văn nghệ đời sống.